Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi Trang Địa Phương Huyện Cái Nước phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Thưa quý vị và các bạn, Huyện Cái Nước là vùng kinh tế nội địa của tỉnh Cà Mau, có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng an ninh. Bởi trên bản đồ hành chính của tỉnh Cà Mau, Huyện Cái Nước là vị trí trung tâm, nơi có tuyến quốc lộ 1 đi qua dài hơn 40 km, kết nối các huyện phía Nam với trung tâm tỉnh Cà Mau và cả nước. Chính vì vậy, việc chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh trong tình hình mới được Huyện Cái Nước đặc biệt quan tâm. Trang Địa Phương Huyện Cái Nước kỳ này sẽ đề cập nội dung vừa nêu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thế mạnh của Huyện Cái Nước là sản xuất nông nghiệp thủy sản và thương mại dịch vụ. Cả hai lĩnh vực này luôn được huyện quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển bền vững, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. 5 năm qua, Huyện Cái Nước tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất gắn với thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tranh thủ mọi nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng, khuyến khích nhân dân đa dạng đối tượng nuôi trồng, đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất. Từ đó, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng, tạo bước đột phá cho sản xuất nông nghiệp thủy sản phát triển. Nổi bật là mô hình nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh. Đây là loại hình nuôi tôm cho năng suất cao, bình quân từ 45 đến 50 tấn trên hecta trên vụ. Hiện toàn huyện có hơn 1.500 hecta đất sản xuất được nhân dân đầu tư phát triển loại hình nuôi này. Thông qua ứng dụng khoa học kỹ thuật, đại bộ phận nhân dân chuyển dần loại hình nuôi tôm quảng canh truyền thống hiệu quả thấp sang nuôi tôm quảng canh cải tiến, nuôi tôm hai giai đoạn, hạn chế rủi ro thiệt hại, thúc đẩy sản xuất hiệu quả và bền vững. Tại các xã vùng sản xuất trọng điểm gồm xã Thạnh Phú, Phú Hưng, Hưng Mỹ, Hòa Mỹ, bà con nông dân còn duy trì mở rộng vùng sản xuất lúa tôm kết hợp nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế của hai hệ sinh thái mặn ngọt đan xen. Trung bình hàng năm, bà con gieo cấy được hơn 500 hecta lúa, năng suất bình quân từ 3 đến 3,5 tấn trên hecta, không chỉ góp phần đảm bảo an ninh lương thực, mà qua đó còn giúp cải thiện môi trường sinh thái, giúp tôm nuôi hiệu quả và bền vững hơn. Năm 2022, Huyện Cái Nước được tỉnh đầu tư xây dựng hoàn thành 33 cống thủy lợi thuộc tiểu vùng Nam Cà Mau, giúp ngăn mặn giữ ngọt và ngăn triều cường, phục vụ sản xuất ổn định tại các xã Thạnh Phú, Phú Hưng, Hưng Mỹ, Hòa Mỹ, Trần Thới và thị trấn Cái Nước. Từ đó hiệu quả sản xuất được phát huy, thúc đẩy sản xuất phát triển. Riêng đối với các xã nằm ven theo tuyến sông Bảy Háp, nơi có biên độ thủy triều dao động lớn, nước sông có nhiều phù sa như xã Trần Thới, Đông Hưng, Tân Hưng và một phần thị trấn Cái Nước, bà con nông dân còn phát triển nhân rộng mô hình nuôi sò huyết xen canh trong vuông tôm với diện tích hơn 3.000 hecta, năng suất đạt bình quân hơn 1 tấn trên hecta trên vụ. Điểm nổi bật của mô hình này là bà con chủ yếu đầu tư con giống, không phải tốn kém chi phí thức ăn, xử lý môi trường, không tốn công chăm sóc, nhưng hiệu quả kinh tế mang lại rất cao, một vốn bốn lời. Ngoài ra, mô hình nuôi tôm cua kết hợp cũng được bà con nông dân thực hiện trên hầu hết diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế, khắc phục tình trạng độc canh con tôm. Tại địa bàn xã Tân Hưng Đông, Hưng Mỹ, Hòa Mỹ, Phú Hưng và Thạnh Phú, diện tích đất nằm ven theo tuyến quốc lộ 1, điều kiện thủy lợi và nguồn nước không đảm bảo cho nuôi tôm. Một bộ phận nhân dân đã chủ động ngăn mặn giữ ngọt, thực hiện mô hình trồng bồn kết hợp với nuôi cá nước ngọt cho hiệu quả kinh tế cao. Tại xã Tân Hưng Đông đã hình thành vùng trồng bồn nguyên liệu để phát triển sản phẩm ô cớp với diện tích gần 100 hecta, góp phần bảo vệ thương hiệu tập thể bồn Cái Nước Cà Mau. Thông qua chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng đa canh, Huyện Cái Nước khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế, giúp nâng cao sản lượng thủy sản qua hàng năm, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao. Cái đời sống là vật chất tinh thần thì nâng cao hơn cái trước đây là rất là chu đáo, rồi thêm cái nữa là dân người ta là an tâm, người ta thoải mái. Người dân áp dụng những mô hình làm ăn có hiệu quả,
Cái thứ nhất là trồng lúa, cái thứ hai nữa là trên vuông nuôi các loại con như là cua, cá, rồi hay là có cái thu nhập cao, từ đó người dân ổn định được đời sống, ai cũng có công ăn việc làm, từ đó người dân trên địa bàn ấp ai cũng phát triển tốt, thu nhập rất cao. Cùng với đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp thủy sản, huyện Cái Nước tranh thủ các nguồn lực, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại các chợ, tạo điều kiện thu hút, mời gọi các nhà đầu tư, các thành phần kinh tế phát triển, thương mại và dịch vụ tại các chợ đầu mối và ven theo tuyến quốc lộ 1 đi qua địa bàn huyện, thực hiện mục tiêu đột phá trong phát triển lĩnh vực thương mại và dịch vụ theo nghị quyết đại hội lần thứ 14 đảng bộ huyện. Song song đó, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, hệ thống giao thông nông thôn từng bước hoàn thiện theo mục tiêu bê tông hóa, đấu nối với các trục giao thông chính, các tuyến đường liên huyện và thông ra quốc lộ 1. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao lưu hàng hóa dễ dàng, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần thực hiện hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới và đô thị văn minh theo lộ trình đề ra. Vừa phát triển kinh tế xã hội bền vững, vừa xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân để góp phần cái xây dựng cái khu vực phòng thủ vững chắc, huyện Cái Nước triển khai thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Từ đó thì năng suất sản lượng thủy sản tăng bình quân 1,5%, thu nhập bình quân đầu người 59 triệu đồng trên người trên năm. Thông qua đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng đa cây con kết hợp, huyện Cái Nước khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của hai hệ sinh thái mặn ngọt đan xen. Từ đó đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng nâng cao, quốc phòng an ninh luôn được giữ vững. Đi đôi với nhiệm vụ phát triển kinh tế, huyện Cái Nước đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng quốc phòng an ninh, đặc biệt là việc xây dựng khu vực phòng thủ, quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm đường lối của Đảng về chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng an ninh ở địa phương, huyện Cái Nước quan tâm làm tốt công tác xây dựng lực lượng gắn với đổi mới và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự huyện và các xã thị trấn tham mưu cho cấp ủy chính quyền thực hiện chặt chẽ công tác xây dựng lực lượng và phúc tra đăng ký quản lý lực lượng dự bị động viên theo đúng quy định, kịp thời bổ sung đảm bảo biên chế cho từng binh chủng. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện còn tổ chức đăng quản lý lực lượng dự bị động viên kết hợp với củng cố kiện toàn tổ chức biên chế gắn với huấn luyện, sử dụng thuần thục các loại vũ khí được trang bị, đảm bảo công tác sẵn sàng chiến đấu. Với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc đối với lực lượng thường trực, cơ bản, thiết thực, chất lượng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng luôn được Ban Chỉ huy quân sự huyện Cái Nước quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng đồng bộ, chuyên sâu, sát với từng đối tượng và địa bàn tác chiến, gắn huấn luyện hành quân dã ngoại kết hợp với công tác vận động quần chúng. Thông qua đó, giúp cho các lực lượng trải nghiệm với điều kiện thực tế, tạo sự gắn kết chặt chẽ tình quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra. Hàng năm đã trải qua từ hai đợt huấn luyện trở lên, thì thời tiết nói chung là tháng 3 năm nay nói riêng, hàng năm nói chung thì rất là oi bức. Thì các đồng chí đây là lực lượng dân quân nòng cốt, thì cũng mang khẩu hiệu bên mình là vượt nắng thắng mưa, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đẫm máu, cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với công tác huấn luyện, công tác xây dựng kế hoạch và diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã cũng được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, đạt chất lượng. Hàng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cái Nước kịp thời tham mưu, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sẵn sàng chiến đấu và kế hoạch phòng thủ, phương án tác chiến giữa các lực lượng và của từng binh chủng. Qua đó, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị hướng đến mục tiêu xây dựng đơn vị và lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Qua mỗi lần diễn tập đã nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác của cấp ủy, chính quyền,
các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trong hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống có hiệu quả chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Hàng năm thì chỉ đạo đảng ủy, ban chỉ huy quân sự huyện tham mưu cho cấp ủy tổ chức công tác huấn luyện, diễn tập nâng cao cái khả năng sẵn sàng chiến đấu cho cái lực lượng vũ trang huyện và các xã, thị trấn và sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với việc quan tâm triển khai thực hiện chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng lực lượng đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, huyện Cái Nước đã góp phần quan trọng cùng với tỉnh Cà Mau đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đảm bảo khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Trang địa phương huyện Cái Nước phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau kỳ này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.